Chào bạn. Trong video này thì bọn mình sẽ unbox sản phẩm đang rất là hot thời điểm hiện tại ở Việt Nam. Đấy là Megatin 2021. Đấy. Đây, các bạn xem thông tin sản phẩm nhé. Hôm nay bọn mình sẽ bóc một kết. À, một thùng này luôn. Các bạn thấy găng dính chữ Konami nhá. Đang nguyên siêu của Konami. À, mình sẽ cắt ra. Đây. Một kết này thì sẽ có 12 hộp. Hộp này rất là đẹp, hộp sắt rất là đẹp. Đây nha. Ok. Bây giờ thì mình sẽ lấy các pack trong các hộp ra. Nó này khó mở ta. Và như các bạn có thể nhìn thấy ở trên cái vỏ thùng ban nãy, người ta ghi rất rõ là không bán sản phẩm này trước ngày 17 tháng 9. Nhưng mà các bạn biết gì không? Kể cả sau 17 tháng 9 người ta cũng có bán không? Delay đến tận 1 tháng 10. Chả hiểu kiểu gì. Đây, một hộp sẽ có 3 pack. Đây nhá. Bây giờ mình sẽ mở. À, mình sẽ cắt các cái pack này ra trước. Sau đấy mình sẽ mở từng pack một cho nó đỡ mất công. Chứ bây giờ cứ đánh pack nào cắt pack đấy thì nó mệt mỏi lắm. Nó này hơi lâu nên là thôi. Editor, tua nhanh đi em mê. And this, what he doing is to go even further beyond. Bây giờ mình sẽ trộn lẫn các pack lại với nhau để cho nó không bị dính cái gọi là pack giữa như kiểu năm ngoái ấy. Các bạn xem, nếu mà chưa xem các bạn phải xem lại video unbox Megatin năm ngoái. Có người nào đấy cứ bảo pack giữa ngon lắm, năm nay mình đảo lộn hết đi, khỏi phải pack giữa. Khỏi phải pack giữa hay là pack đầu gì cả. Trong một kết nó có cái gì nó vẫn chỉ có nguyên bấy nhiêu thôi. Mình có pack nào thì nó cũng đến thế thôi, đúng không? Ok. Đoạn này hơi ồn nên là mình xin phép lại tắt cái tiếng bóc bách. Bắt đầu nhá. Bách đầu tiên này. À, có gì nào? À, có Lulu. Ok, 2 Ultra. Một bách sẽ có 2 Super, 1 Secret và 2 Ultra nha các bạn. Thứ chúng ta muốn ra nhất vẫn là Ultra như năm ngoái thôi. Năm ngoái thì có Dragoon, năm nay thì có một tỷ thứ khác. À, ôi, đây rồi, secret đầu tiên. Ai Dragon Prison. À, quên nhầm thứ hai nhưng mà là con ngon nhất đầu tiên. Sao các bạn không cần quan tâm mình đang nói gì đâu, mình đang xàm lồn thôi. Ok. Thế là hai pack là cũng khá là ok đấy. Chưa gì đã có ai Dragon Prison rồi. Có Omen. Ok, pack này khá là ok đấy. Các bạn xem bóc bách thì cho vui thôi, còn nếu mà các bạn nào mà muốn biết về giá cả và nên bóc thế nào thì xem đến cuối video nhá. Cuối mình sẽ tư vấn kỹ hơn sau. Ok. Alpha. Ôi, bách gì này? Ui. What the fuck? Ui. Sao nhiều secret, nhiều ultra này? Ôi, chỉ kiếm này. Ôi, chỉ kiếm đầu tiên các bạn. Ui. Thế là mình nghĩ là đám còn lại mình chả cần bóc đâu. Ui, ngu dốt quá, nhưng mà mình lại gỡ cắt hết rồi. Toàn ui, một pack toàn là ấy này. Toàn là foil xịn này. Đúng một common. Không thể tin được luôn đấy. Sợ thế nhỉ. 5 pack. Các pack khác vẫn bình thường này. Vẫn 5 foil này. Mình có nghe đồn các bạn bảo là có pack lỗi nhưng mà mình không nghĩ là nó lại lỗi đến như thế luôn ấy. Lại Iron Prison nữa này. Hay là có 2 Iron Prison ở pack ấy rồi. Và một pack rất nhiều Super và Ultra. À, rất nhiều Secret và Ultra. Uầy. Đúng là phải mắt thấy tay nghe các bạn ạ. Mình đã nghe về pack lỗi nhưng mình không nghĩ nó lại rơi vào tay mình. Giống như là cái hộp Lightning Overdrive, mình không nghĩ là mình bóc một hộp ra 5 secret đâu.
đây này, các patch khác vẫn bình thường mà. Wow, có ngay một patch lỗi trong một kết. Được đấy. Vui quá. Thế thì không cần phải nghĩ nhiều đâu các bạn. Bóc mà cứ ra patch lỗi này thì các bạn cứ đập bao nhiêu cũng được. Kiểu gì cũng lãi. Không có gì. Ok. Chắc mình nghĩ là một patch lỗi đấy là nó bao hàm hết rồi. Kiểu như là chắc bóc ra thêm ai một ai Dragon Prison là kiểu may mắn nữa thôi, chứ còn một patch lỗi đấy chắc là nó bao gồm hết mọi thứ rồi. Ui, vẫn có rớt. Vẫn có rớt nha các bạn, vẫn có rớt. Ui, thế là patch lỗi đấy không liên quan. Thế này sẽ còn một chỉ kiếm nữa. Sẽ còn chỉ kiếm. Khả năng cao là sẽ còn chỉ kiếm. Sẽ còn chỉ kiếm. Rồi, vẫn chưa có. Nó Dinh Su này, Dinh Su cũng khá là ok. Ốc cướp mỗi tội là Half Horror bị ban rồi thôi. Ok, đây, Punishment. Được, patch này khá là ok đấy. Giờ mình còn thiếu gì nhỉ? Hình như là patch lỗi nó mang lấy đủ hết rồi sao ấy. Chả thiếu gì nữa. Thôi bóc cho các bạn xem thôi, tỷ lệ nó ra như thế nào thôi. Nói chung là đương nhiên là một case thì nó sẽ khá là nhiều cạc bạn không dùng đến. Nhưng mà kiểu gì thì bạn cũng sẽ trade. Nó là trading card game mà. Các bạn bóc ra thì các bạn sẽ trade những cạc bạn không cần đi, và các bạn sẽ lấy những cạc bạn cần về. Nó là như thế. Đây, mình sẽ xếp bớt ở đây cho nó đỡ đổ. Nó để nhiều quá, đổ mất, đam hết cạc. Ok. Túc tiệp. Gì đây? Moon chill khá là ok nhá. Hand trap khá là ok. Mạnh hơn Effect Veiler. Bởi vì dùng được trong tân mình. Mà khả năng là vẫn chưa thay thế được hoàn toàn Effect Veiler, tại vì là Effect Veiler còn là spellcaster. Spellcaster hay caster gì đấy, kệ đi. Có thể dùng Wow. Lại nó hai patch lỗi. Hai patch lỗi các bạn. Ui rồi. Ui Alessia, patch lỗi là có hết. Ui. Một common. Hai patch lỗi. Wow. Ôi. Thôi ông lúc này chả cần bóc ra gì nữa. Hai patch lỗi là quá đủ rồi. Nhưng mà mới một chỉ kiếm. Một kết thì thường trung bình là chỉ có một chỉ kiếm thôi. Mình không tham lam. Ui, chỉ kiếm. Ui, patch lỗi thứ 3. Vẫn là patch lỗi thứ 3. Ui, lại nà đi à. Lại đâu gì, quạt hai Dragon Prison. Một patch có hết. Một patch có hết các bạn ạ. Một patch có hết, vẫn là một common. Ui. Mình có nghe nhiều bạn đồn về cái patch lỗi, nhưng mà mình không nghĩ là nó lỗi đến thế đâu đấy. Mình có nghe nhiều bạn bảo là không có rare mà có ultra, với cả không có ultra mà có rare ấy, nhưng mà mình không nghĩ là nó lại lỗi đến thế đâu. Uầy. Wow. Nào, thôi tham lam làm gì nữa. Nhưng mà mình vẫn thích nó nguy hiểm tí thôi. Holy food. Ba patch lỗi. Một kết ba patch lỗi. Có khi nào nó trong một hộp nhỉ? Thế ai bóc được một hộp như thế thì sẽ kiểu là hên vãi. Thôi chắc là mình cũng chỉ đến một hộp thôi. Đấy, vẫn có rớt. Chúng ta có hai rớt. Ba patch lỗi. Rất nhiều ai Dragon Prison. Đòi hỏi điều gì nữa. Quá đủ rồi. Ôi, sao hàng cầm về tay nó cứ bị lỗi thế nào ấy. Nói gì là mình cứ nghĩ là các bạn đùa. Các bạn kiểu bảo là kết này kết kia lỗi, không ra này không ra kia. Mình chỉ sợ là mình
lỗi mà không ra được Ultra thôi, chứ lỗi kiểu này thì lỗi tiếp đi cũng được. Lỗi tiếp 1-2 hộp nữa đi cũng được. Đây còn mấy pack này lỗi thêm pack nữa đi cũng được. Rồi nhưng mà chắc là thế thôi. May mắn quá đi ra đường không cẩn thận chết. Có gì nữa không? Vẫn có quạt, vẫn là quạt, vẫn có rất nhiều quạt. Uầy, tính ra là 3-4 cái quạt còn gì. Uầy, vẫn là quạt. À 2, mới hình như mới 2 hay 3 cái. 2 cái sao? Rosie xịn. À còn Ignite Land. Ôi, Monster thì chắc là không có gì à. Ui dồi ôi, rất nhiều các bạn ơi. Bóc đây chứ còn gì nữa. Bạn đợi chờ điều gì? À nhưng mà mình nói mình vui, mình nói đùa thôi nhá, không phải các bạn cứ thấy mình bóc ra là các bạn ào ào đi bóc đâu nhá. Bóc đến lúc bóc lỗ thì lại đổ là mình xui là không được đâu. Ôi, Ignite Island cứ tưởng là màu xanh là ra quạt tiếp 3 cái quạt trong một hộp. Hai chỉ kiếm, 3 bách lỗi. Hai chỉ kiếm, 3 bách lỗi. Ui, lỗi mà cứ lỗi như thế này thì Konami ạ, Konami cứ lỗi thêm đi cũng được. Tình nguyện luôn đấy. Nào. Ui, tiếp tục là Nadia, vẫn còn Nadia. Ui rồi ôi. Đã để chèn ngay cái hiệu ứng dễ vãi. Đấy. Nào, phờ lơ. Tiếp tục là quạt. Ba cái quạt. Các bạn ạ, ba cái quạt. Không biết là có ba chỉ kiếm luôn không nhỉ? Ba chỉ kiếm luôn thì lại... Ui, đây rồi, búa. À mà búa vẫn có nhiều mà nhỉ? Hình như nãy giờ bóc ra ba cái rồi sao ấy? Bóc ra ba Elysia rồi sao ấy? Ui, bóc một hộp như bóc một kết như thế này thì rồi không có gì, bách cuối không có gì rồi. Ok, có punishment này. Ui nhưng mà bóc một hộp như thế này thì nghĩ làm gì nữa. Ui bây giờ mình sẽ tổng hợp lại foil cho các bạn nha. Mình sẽ phân các foil riêng ra. Super ra Super, Ultra ra Ultra, Secret ra Secret. Ok. Secret này. Mình chả hiểu sao con Asijan này nó lại in Secret nữa. Yếu vai. Ultra. Tất cả Virtual World đều được un lại là Ultra, in lại là Ultra. Ok. Parallel Exit ra Secret này. Support mới ở Dark Magician. Thì về giá cả thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nếu mà các bạn chưa biết. Đấy là hộp này thì sẽ hộp Megatin thì sẽ có khá là nhiều cặp và giá trị. Trước hết là cái Akatsai Dogmatica. Một Akatsai cực kỳ meta được in lại với giá gọi là chấp nhận được. Tại vì nếu mà các bạn đã biết rồi thì cái foil cũ của Dogmatica rất là đắt. Ba Nadia là Secret này, Elysia là Ultra này, Maximus với cả Fleur đều là Secret. Thì bây giờ nó in lại giá cả sẽ phải chăng hơn rất là nhiều. Nên là bạn nào mà muốn tìm những cái deck meta đắt như là Dogmatica thì các bạn nên bóc Megatin. Megatin năm nào cũng thế, nó cũng sẽ in lại các cái Akatsai đã ra mắt trong năm trước. Ngoài Dogmatica ra thì cũng có hai Akatsai khá được yêu thích, đấy là Chai Brigade và Virtual War. Thì hai Akatsai này thì được in lại giá cả cũng rất hợp lý mà còn được nâng foil nữa. Đây, Chai Brigade Fractal đây, được nâng thành Secret. Nerval thì thành Ultra,
Carat Ultra. Virtual World thì Lulu cũng được in lại là Secret. Các monster khác thì cũng là Ultra trở lên hay sao ấy. Đấy, thêm vào đấy là có các lá bài khá mạnh như là Alpha này, rồi Iragon Prison, Triple Tactic Talent hay mọi người hay gọi là quạt này. Và đấy là những lá bài mà foil cũ rất là đắt, bây giờ in lại thì giá chắc chắn là sẽ khoảng bằng một nửa đến 1/3 thôi. Cơ hội cho các bạn full review. Sản phẩm Megatin này thì chỉ có bên TCG thôi nha các bạn. OCG thì họ không có Megatin nên là rất là, mặc dù là giá OCG rẻ hơn nhưng mà ví dụ những cả đắt thì các bạn sẽ không rất là khó để biết là khi nào mình sẽ được in lại ấy. Còn Megatin thì nó là một sản phẩm bên TCG sẽ giúp cho người chơi kiểu sure là năm nay không in thì sang năm chắc chắn nó sẽ in lại cho Megatin, kiểu vậy. Ngoài ra thì còn hai lá bài khác, đấy là như Zeus, là Exit rất mạnh, với tất cả các deck Exit luôn. Và đặc biệt nhất là có một lá, đấy là Crossout Designer, đấy là một staple rất mạnh ở bên OCG, hay mọi người hay gọi là chỉ kiếm đấy. Thì bây giờ được in sang TCG. Đây, Secret có Schism này, Zuria này, Crossit này, Asizan này, Hamon, Tarial Exit, Rariel, in lại cả tam thần nhá, Punishment. Đây, có hai bài Exit. Rosie. Đây, Rosie cũng là một lá mà Sky Striker đang rất thiếu, thì ngay lập tức được in lại, giá rất phải chăng. Sky Striker rẻ thôi các bạn, mới được thả in ghế thôi, chơi thôi. Hyenasia, Fractal, Iron Prison, Harmon, Yuria, Raviel, Tam Ảo Ma. Ngày xưa rất là thích, bây giờ vẫn rất nhiều bạn đam mê. Okay. Iron Prison, đây, ba Paradox gì? Asadon Contract in lại Secret rất đẹp. Fusion Deployment, Crossy, ba Iron Prison, Sid, Lulu, Ferret, Ravien, Rosie, tiếp hai Rosie, 4 Iron Prison. Cái tỷ lệ của cái case này mình bóc thì nó không có đúng lắm, tại vì nó có hai bách lỗi, ba bách lỗi. Nên là các bạn mà muốn bóc ấy thì tỷ lệ nó sẽ là trung bình, là các cái card hot ấy thì sẽ có từ 1 đến 2. Ví dụ như là sẽ có 1 đến 2 quạt, 1 đến 2 chỉ kiếm, 1 đến 2 rớt, 1 đến 2 Nadir và 1 đến 2 Alexia. Nó chỉ như thế thôi. Đấy là một kết thông thường. Thì các bạn bóc thì các bạn cứ bóc thôi. Còn nếu như có điều kiện thì các bạn có thể bóc cả case để nó đầy đủ và nó không sợ bị vào ngoài của anh ấy. Trong super chắc cũng phải xem đâu. Rớt này, lá chắp hầu này cũng được in lại, khá là hay này. Tonscale mình nghĩ sắp tới không biết là bên OCG Phantom Knight đang meta kết hợp với Break Token đấy. Không biết khi Break Token sang TCG thì deck này có meta không, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể tìm tin. Quạt này, Ignite Island này, Nadia, quạt tiếp. Fleur này, Fleur giờ giá rất rẻ, chắc là độ đâu thấy tầm 100.000 gì đấy, không ngủ cho foil cũ. Support mới cho Bison, Alpha, Moonchill. Moonchill cũng là một handicap khá là hay nha. Moonchill là một handicap khá hay,
Chỉ có một vấn đề là meta hiện tại thì nó không mạnh. Nếu các bạn thắc mắc về cái việc là muốn chiêu, là có nhiều bạn bảo muốn chiêu nó yếu thì mình bảo nó không yếu đâu. Nó là phiên bản nâng cấp của Effect Veiler. Chỉ có một điều Effect Veiler bây giờ vẫn được dùng, đấy là Effect Veiler nó là Spellcaster, nên là có thể combo với Celine để lên Asset Code. Ừ, nhắc mới nhớ là hộp này nó không in lại Asset Code, một cái điều rất là tiếc nuối cho nhiều người. À, có một vài archetype khác, đấy là Arcau Ignis này, với cả Adamasicator, Sadon cũng được in lại trong cái hộp Megatin này. Thậm chí là mấy bé Chamber cũng được in lại. Thì đấy, nếu như các bạn đang kiếm các... Nếu các bạn đang kiếm chính xác một cái gì đấy thì các bạn không nên bóc, các bạn nên mua lẻ. Tại vì hiện tại giá cạc lẻ nó cũng rẻ mà. Megatin ra bóc lẻ này bán các cạc lẻ nó cũng rất là rẻ, nên các bạn có thể mua lẻ. Khủng long con được in lại giá rất phải chăng. Giá gốc của nó đang khoảng độ 900.000. Bây giờ nó in lại thì chắc là chỉ còn mấy chục nghìn. Rất là hợp lý. Đấy, nếu như các bạn mà đang tìm các archetype thì các bạn nên chờ mọi người bóc ra, sau đấy khả năng cao là sẽ có người bán cả set ý. Các bạn có thể mua những cái set như thế, nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều và các bạn không phải chơi may rủi làm gì cả. Mình thì mình cũng không thích may rủi. Thôi ông im mẹ á mồm đi. Đấy. Đấy, ba quạt. Ba chỉ kiếm. À, hai chỉ kiếm quên. Ba Nadia. À, hai rớt. Ok, tỷ lệ rất là ok nha các bạn. Đây. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha. Bye bye. Chưa, video chưa hết đâu. Vẫn còn phần trả lời comment nữa mà. Bạn Chapka có hỏi là: anh ơi, nếu hiệu ứng như là if this guy return to the hand by the card effect, you can special summon this card, then you can add một Bamboo Warrior from your deck to the hand. Bamboo Warrior là bọn nào nhỉ? Nghe lạ ghê. Ví dụ, có bị ném sân và có bị khóa luôn triệu hồi không? À, câu trả lời ngắn gọn thì là có nha. Còn đây để mình giải thích kỹ hơn cho các bạn dễ hiểu này. Cái này nhiều bạn cũng sẽ nhầm. Tại vì sao các bạn lại nhầm cái lỗi này? Tại vì là các bạn không đọc kỹ cái effect của Xuân. Effect của Xuân nó ghi rất rõ rồi, các bạn đọc, các bạn hiểu chính xác thì nó sẽ rất là dễ thôi. Mình sẽ dịch cái hiệu ứng của Xuân lên cho các bạn dễ hiểu nhé. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng trong đấy có cái dòng effect sau, thì bạn có thể discard lá bài này để negate cái hiệu ứng đấy. Bạn có hiểu cái đoạn này không ạ? Nó không phải là bạn negate hiệu ứng sớt, mà là bạn negate cái hiệu ứng của cái lá bài mà trong cái lá bài đấy có hiệu ứng sớt. Đó, nó là như thế thôi. Bạn Hà Phạm: bao giờ có ABC cờ thế anh ơi, hóng hơi lâu rồi đấy. Chính anh cũng hóng em ạ. Chính anh cũng hóng thôi. Tại vì bọn anh làm việc theo nhóm ấy, nên là như này này, một người viết kịch bản, sau đấy anh sẽ đọc và nói chung là lên ý tưởng cho video, sau đấy thì một người sẽ edit. Thì cái người viết kịch bản người ta không chịu viết thì làm sao được hả em? Anh thì anh cũng đỡ bận rồi nhé, nhưng mà cái người viết kịch bản người ta không viết thì anh cũng không biết làm cái gì nữa. Ảo chó, xạo chó. Và video này đến đây thôi. Thì các bạn thấy thế nào về cái chia sẻ của bọn mình trong quá trình unbox? Thế đã đủ chưa? Các bạn còn muốn thêm điều gì nữa thì hãy cho bọn mình biết với phần comment nha. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn những video sau.